Hi, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ món ăn chè khoai môn dẻo ngon. Hôm rày á, mình làm cái món khoai lang á, mình làm rất là nhiều món luôn mà chưa có làm món chè khoai lang. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cái món chè khoai lang này cho các bạn nào mà thích ăn ngọt á, mình thích ăn chè, mình làm cái món này rất là ngon luôn á cả nhà, mà đơn giản dễ làm nữa. Mình mời cả nhà cùng xem video nha. Mình đang nạo dừa đây. Ở quê còn cái bàn nạo này là quý lắm luôn á. Thì ở đây là khoai lang. Khoai lang này mình đã gọt vỏ và rửa sạch rồi, là 500g khoai lang nha cả nhà, nửa ký khoai lang á. Rồi bên đây là 150g bột năng nha. Các bạn sẽ cắt khoai lang mỏng mỏng ra, càng mỏng càng tốt. Mình đem đi hấp khoảng 20 phút cho nó mềm ra, rồi bắt đầu mình sẽ dầm nha. Giờ mình đậy nắp mình đem đi hấp. Khoai lang mình dầm nó nhuyễn nhừ ra nè. Giờ mình sẽ cho đường vô. Mình sẽ cho một muỗng canh đường nha, và một chút xíu muối để mình nặn cái viên chè, nó sẽ ăn ngon hơn so với mình không có nêm gia vị gì, mình để nó đặc nhất. Nếu mà các bạn không cho đường cũng được, nhưng mà nó sẽ lạc không ngon. Rồi mình sẽ cho bột năng vô, mình cho phân nửa trước nha, lát mình sẽ cho hết vô luôn. Rồi bắt đầu các bạn nhồi nhồi hoài vậy, cho nó dẻo như thế này nè, rồi mình nhồi tiếp tục nha, cho đến khi nào cục bột nó dẻo, nó sánh mịn và mình dò cái viên chè không còn bị dính tay nữa là được nha cả nhà. Mình càng vò cục bột nó càng dẻo càng ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ nắn những cái viên chè này ra nhỏ nhỏ nha, giống như chè ỉ vậy các bạn. Thì ở đây mình làm khoai lang màu cam, các bạn có thể làm khoai lang màu tím cũng được, cho nó nhiều màu sắc khác nhau nó đẹp ha. Các bạn nhìn cái viên tưởng bự chứ thật sự nó rất là nhỏ. Tại không biết sao trong video này nhìn nó bự ghê. Rồi mình nắn hoài như vậy ha, nhỏ nhỏ ra. Tiếp theo các bạn nấu cho mình một nồi nước nha, nồi nước sôi. Rồi mình sẽ cho những cái viên chè này vô, mình trụng sơ nó nha, để cho nồi chè của mình được trong. Nếu mà không trụng sơ thì nồi chè nó đục lắm, nó ra những cái nước nước đen, nước đục ở trong đây nè. Rồi chè nó chín nó nổi lên nè, rồi cái mình vớt ra nha, mình vớt ra mình cho vào thau nước lạnh cũng được, không thôi mình để vô thau nước cốt đó, rồi mình nấu chè luôn cũng được ha. Còn mình vớt ra cái thau nước lạnh. Thì hồi nãy các bạn thấy mình nạo dừa đó, thì đây là nước cốt nha. Rồi mình sẽ cho đường vô đây, cho 2 giá, 3 giá, 4 giá gì đó đường á, thì tùy các bạn nha. Tại vì mỗi người ăn cái vị ngọt hay là lạt nó khác nhau. Mình thích ngọt thì mình cho nhiều đường ha các bạn. Ở đây là 350ml nước cốt dừa trong thau nè. Rồi nước cốt dừa nó gần sôi lên á, thì mình sẽ cho cái khoai lang vô nha. Rồi mình sẽ nấu chút xíu nữa nha các bạn, đừng có để cho nó sôi ục ục quá nha. Tiếp theo các bạn quẹn chén bột năng á, rồi mình chế vô đây nha, để cho món chè của mình nó sệt lại, nó không có bị lỏng nha. Có bột năng vô á thì nó sẽ sệt lại nè, các bạn thấy nó sệt lại nè. Rồi cái chuẩn bị nhấc xuống thì mình cho nước cốt đậm đặc chút xíu vô nha, lúc đầu tiên mình để riêng á. Các bạn nhớ là mình chừa một chút xíu nước cốt đậm đặc ha, để khi mà tắt bếp á, mình sẽ cho vô món chè của mình nó cái béo và nó ngon ha, do mình để mà mình không có quay. Giờ mình múc ra chén rồi mình sẽ cho miếng mè lên đây cho nó thơm nha. Mè thì mình mua mình rang, có mè món chè của mình sẽ càng ngon hơn nha. Vậy là mình đã làm xong cái món chè khoai lang dẻo ngon rồi nè. Rất tiếc là hôm nay mình không có lá dứa. Phải có lá dứa mình bỏ vô nó sẽ thơm hơn nha. Nhưng mà không sao, món chè của mình như vậy là quá ngon rồi.
Thì mình cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Mọi người hãy làm món ăn này cho gia đình mình cùng thưởng thức nha. Bye bye, chào tạm biệt.